chuyến chào khách hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2022. Bò về trại gồm có bò bê kem, phóc kem, nguyên lô bò mới về ngày hôm qua, bò bê cơ bắp, phóc kem. Số 1 nè. Con số 1 là con bò Pháp màu trắng lam. Giờ chưa tắm. Con số 2 bò bê kem, con số 3 là bò bê kem. Con số 4 là Pháp. Con số 5 là bê kem, con số 6 là Pháp, 7, số 8, 9, số 10, 1, 12, bê, 13, 14, 15, 16, bò liên tục về trại cung cấp đầy đủ cái giống vòi của khách lựa chọn những con giống kem. Cặp thấp kem có bốn mấy triệu, 40 một cặp 45 triệu, ba bê cặp 42 triệu rưỡi. Bò rất là đẹp.